Thiết kế website chọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, Chợ Tốt, Mua Bán .net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Sau 9.000 km, VinFast Lux A2.0 được bán lại với giá chưa tới 1 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 2 năm 2020, VinFast đã tăng giá bán của đồng thời 3 dòng xe là VinFast Fadil, VinFast Lux A và VinFast Lux SA. Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn của VinFast Lux A2.0 có giá khởi điểm lên đến 1 tỷ 129 triệu đồng. Bất chấp đợt tăng giá này, một chiếc VinFast chạy lướt hiếm hoi đang được rao bán với mức giá đáng chú ý. Chiếc VinFast Lux A2.0 này là một chiếc thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Xe mới được đăng ký vào tháng 11 năm 2019, ODO hiện dừng tại ngưỡng 9.000 km. Người giao bán cũng quảng cáo rằng xe mới mua được vài tháng nên chưa xuất hiện bất kỳ một vết xước nhỏ nào. VinFast Lux A2.0 phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ 2.0 lít, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cho đầu ra công suất cực đại 174 mã lực và mô-men xoắn đạt 300 Nm. Người giao bán cũng nhận định rằng phụ tùng giá rẻ và khả năng tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả sẽ là yếu tố quan trọng giúp cho VinFast được lòng khách hàng trong nước. Nội thất phiên bản tiêu chuẩn vẫn có được một số tính năng mà cả 3 phiên bản đều có, bao gồm nút bấm để nổ, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động 2 vùng hay gương chống chói trong xe. Ngoài ra, ở phiên bản tiêu chuẩn, ghế lái và ghế phụ đều là loại chỉnh điện 4 hướng. Hệ thống giải trí có đầu ra là âm thanh 8 loa. Chỉ cách đây vài tháng, những chiếc VinFast Lux A2.0 phiên bản tiêu chuẩn lướt ở tình trạng ODO dưới 10.000 km đều có giá bán trên 1,1 tỷ đồng. Tuy vậy, chiếc VinFast Lux A2.0 này đang được giao bán với giá chỉ hơn 900 triệu đồng, ngang ngửa giá bán dòng xe Toyota Altis tại Việt Nam. Thời điểm đặt xe sớm cộng với biển số tỉnh rất có thể là nguyên nhân chính khiến cho chiếc VinFast có được mức giá bán lại dễ chịu, thậm chí là không lỗ đối với người chủ đầu tiên của nó. Rất nhiều người đã bình luận vào bài đăng này và phần lớn đều cho rằng đây là mức giá rất tốt, hợp lý để trải nghiệm dòng xe này. Theo Tú Linh, Trí Đức Trẻ, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.